Cảnh sát Indonesia bắt giữ 3 người bị tình nghi âm mưu tấn công khủng bố. Thưa quý vị, lực lượng an ninh Indonesia vừa bắt giữ 3 cựu sinh viên bị tình nghi lên kế hoạch tiến hành một vụ tấn công khủng bố trong cuộc bố ráp trên khuôn viên trường đại học ở thành phố Pekan Baru thuộc quần đảo Sumatra, đồng thời tịch thu được nhiều món vũ khí nguy hiểm như bom mìn và đạn dược. Các nghi phạm trước đó từng âm mưu tiến hành một vụ tấn công đẫm máu nhắm mục tiêu vào một trụ sở quốc hội địa phương ở thành phố Pekan Baru, tức thủ phủ của tỉnh Rio. Phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Seo Wasito cho biết, giới chức trách đã tìm thấy một quả bom ống và lựu đạn tự chế bên trong trường đại học Rio. Vào tháng trước, lực lượng an ninh Indonesia đã bắn chết 4 người bị tình nghi tấn công vào một trụ sở cảnh sát ở thành phố Pekan Baru. Tình trạng an ninh tại Indonesia đã được đặt trong mức báo động cao kể từ năm 2016, sau khi thành phố Jakarta liên tục trở thành mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố. Nhóm phiến quân JAT, vốn có liên hệ mật thiết với phe ISIS, đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành các vụ tấn công này.